Đây là lúc nó mới về nha mọi người. Giờ mình đang chuẩn bị ráp đồ vô lại nè. Hấp hông đồ, cấp hông rồi. Xíu mình làm video con này mọi người xem. Nhờ chào mọi người nha. Quay thêm một con máy về trong lô mới ngày 24 tháng 8. Máy 95%. Cái này số khung của nó là 7938 nha. Mình chụp cái nè. Giờ mình mới ráp vô xong. Này mình chưa vệ sinh nha. Để có gì mình vệ sinh sơ cho bác xem. Nếu là chất lượng máy nó cao được rồi. Cái này tháng 10, 26 luôn. Một lô nữa.
cái hộp số này chưa có chùi rửa, chùi rửa ra thì sẽ ra màu giống vậy thôi ha. Xong con này. Rồi chào mọi người nha. Đây là kho máy hiện tại của mình. Này lô máy container mới về nha mọi người. Về bữa nay ngày 24/8. Rồi xin chào mọi người nha. Đây là kho máy hiện có trong tháng 8 và tháng 9 của năm 2018 nha. Thì mình xin tổng quan sơ cho mọi người xem số lượng máy đang có ở công ty ha. Thì đây là những cái máy, cái lô máy mới về từ bên Thái nè, hàng container. Rồi đây nha mọi người, cái máy này là những cái bên đây nè, là máy dạng 95% mình mới về tới. Đây là những cái máy bình thường 80%, thì mức giá này từ khoảng 300 đô lên. Còn phía bên đây là những cái máy đẹp, nó giá tiền nó sẽ cao hơn. Với lại mình có mấy chiếc 70 Plus mới nè. Cái Plus đã qua sử dụng 95% luôn. Mà không có quay gì cho lô máy ngày 18 tháng 8 á. Này máy thái xịn hết, 1747 hết á. Còn nếu mà 105 thì mình vẫn có phía trong đây để mình cho mọi người xem. Đây là ba chiếc 105 có sẵn ở công ty ha. Này máy nguyên thùng, mọi người muốn hạ bồn hứng bao thì mình sẽ hạ miễn phí cho mọi người nha. Còn ba chiếc. Còn DC95 thì vẫn có luôn, DC95 nằm bên đây. Đây, DC95 nè. Đây có chiếc gặt bắp với gặt lúa. Máy đẹp. Con chụp nữa ha, máy siêu đẹp. Đây tổng quan của nó gì nha mọi người. Đó, đây là tổng quan kho máy đang có nha. Đó, mình còn khoảng chừng 45 chiếc à. Bữa trước thì nhiều nhưng mà bữa nay hàng nó hiếm hơn cho nên về ít hơn. Nên mình cập nhật một số máy cài nha cho mọi người biết. Đây là một số máy cài ở phía trước nè. Máy cài 4708, máy nhỏ thì mình chưa có gì tới đâu. Máy nhỏ thì hiện tại giờ đang hết hàng bên kia, mình chưa kiếm ra được nhiều cho nên mình chưa có về. Để chỉ còn những cái 47 như 50, 4708 nhiều, 4508 cũng có nữa. Yanma EF453T với lại 6040. Rồi, chỉ nhiêu đó thôi. Đây là cái mà khu vực mình bảo dưỡng máy, làm lại bảo dưỡng máy là cho khách ha.
Đây thì cái máy đã hoàn thành rồi nè, dù đã bảo dưỡng xong thì để đây nằm chờ xe nha. Dù như mấy con này đi Cần Thơ nè, máy này đi Cần Thơ thì đợi khách chuyển tiền là xong thôi. Còn cái này đi Triệu Sơn hay gì nè, 95, máy đẹp nè, đi chờ xe, xe đang vào. Đây là khu vực mà mình làm lại máy, bảo dưỡng máy cho khách nè, sẽ bảo dưỡng máy công thợ miễn phí nha mọi người, có tặng kèm phụ tùng. Ví dụ như cái máy này thì đi Thanh Hóa nè, còn cái này đi Hà Tĩnh. Đây máy này đi Hà Tĩnh nè, còn máy này thì đi Hoàng Hóa Thanh Hóa hay gì. Rồi chào mọi người nha, hiện tại giờ đang vệ sinh với cái máy này xíu. Này cái lô máy DC70 Blood mới về, máy nào cũng đẹp hết. Mình mới về container để chút mình để video cho mọi người xem nha. Có máy nè, 95, 105. Rồi xin chào mọi người nha. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái kênh video của mình á, thì ở phía đây nè sẽ có hiện cái nút đỏ nút đăng ký á, thì mọi người nhấp vào đó là mọi người sẽ theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Thì ủng hộ mình bằng cách like video ha. Cảm ơn mọi người nha. Đây là ở phía dưới công ty nha mọi người. Thì cái địa chỉ của mình đây là đường quốc lộ 53 nè. Mình đang ngay đầu đường quốc lộ 53. Địa chỉ số 167 á. Huyện Long ý của ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Mọi người muốn dễ đi hơn thì cứ gần xa xa đây có một cái chỗ, cái tòa nhà trắng trắng, cái Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Long á, thì hỏi người ta Bệnh viện Đa Khoa ở đâu là mình, công ty mình cách đây có khoảng đúng cây số, qua một cái cầu ông Me lớn nha, cầu ông Me lớn. Rồi cảm ơn mọi người nha.